Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Từ lâu lắm con mong thầy cùng tăng ni mau về đây, đường thiên lý hôm nay thầy và Phật tử đến nơi này, niềm hạnh phúc vui sung khuây. Thầy dìu dắt con tu hành và con bán cho thời kinh, thầy như nắng tan ra lạnh, thầy như trái cây thơm lành, nguyện tình tâm con tu hành. Thầy trong tấm ao nâu sông mà lòng thương hơn đại dương, thầy trong tấm ao nâu sông mà lòng thương hơn đại dương, thầy ước muốn Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Từ lâu lắm con mong thầy cùng tăng ni mau về đây, đường thiên lý hôm nay thầy và Phật tử đến nơi này, thầy dìu dắt con tu hành và con ban cho thời kinh, thầy như nắng tan ra lành, thầy như trái cây thơm lành, nguyện tình tấn con tu. Thầy trong tấm ao nâu sông mà lòng thương hơn đại dương, thầy ước muốn thế gian này đồng vang tiếng A Di Đà, làm tan biến tâm. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngửa bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. Trong không khí trang nghiêm của đạo tràng khóa An Cư Kiết Đông kỳ thứ 10, chúng con có duyên sự xin thành tâm đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính dâng lên lời tác bạch. Ngược lại để các chư tôn hiện được hướng dẫn giảng dạy sanh tánh chúng con trong việc tu tập hàng ngày. Nhờ được hình ảnh các ngày sống với lời Phật dạy, Kiết Đông An Cư cộng tu hòa hợp, chúng con cảm thấy thật hạnh phúc. Hình ảnh này đã làm cho chùa Kinh Thanh thấy ngày hôm nay dường như được sáng tỏ lên, như được sống lại những ngày với ân sư chúng con. Hôm nay giữa bối cảnh tăng nhân thanh tịnh của đạo tràng, chúng con nhớ lại Đức Phật dạy, Chư Tôn Đức là phật điện của thế gian, cũng vừa là hành động của thế chúng, với những quan hệ vô biên, với vô hạn đối với đại thể tâm già, chúng con vừa một tay hôm nay vừa phương vừa chúng con thiền đức tăng ni, nguyện hồi hướng công đức của chùa này cầu nguyện cho Phật Bụt Tăng Huy, pháp luân thường chuyển, pháp tại chùa Khánh Anh cũng như các chùa của giáo hội luôn tập vì thiên tai lũ lụt bệnh Covid được trận thừa Phật lực tóc xả mê đồ siêu sanh lạc quốc và Phật tử chúng con được Bồ Đề Tâm cứu cố ngày đêm sáu thời tinh tâm an lành, ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi nạp thọ từ mẫn cố, từ mẫn cố đại từ mẫn cố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Suốt 10 ngày tại đạo tràng chùa Khánh Anh, Phật ông ghi nhiều lời dạy của Đức Phật đã truyền lại, chư tăng tuyên thuyết trì tụng suốt trong 10 ngày qua, tạo thêm cái âm thanh, cái năng lực trong ngôi chùa Khánh Anh, thêm hộ trì trong ngôi chùa Khánh Anh mỗi ngày một lĩnh vực vượt qua sóng gió khó khăn. Nhờ đạo tràng như thế này, tu học như thế này, chư tăng cũng được tâm tâm Phật tử cùng nhau tu học tuyên dự đài về ngày Đức Phật, để cầu nguyện cho ngôi chùa Khánh Anh được tạo kiện, được vượt qua những khó khăn, những khó khăn vẫn còn những cái khúc mắc mà chưa nổi lên được. Nhờ thực lực của chư tăng cầu nguyện trong suốt 10 ngày An Cư để làm thế nào trong năm mới để cho chính quyền giải được dứt điểm trong những sinh hoạt khó khăn của chùa, có như thế để cho hàng Phật tử và tất cả mọi đệ tử của Phật được an tâm trong công việc tu học. Và hôm nay trong buổi An Cư con đường cuối cùng, xin thay mặt Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng hương chư Phật giáo hộ cho toàn thể tăng ni và Phật tử luôn luôn an lành trong
Nam mô A Di Đà Phật. Tất cứ tôn thầy đức đã từ bi hứa khả rồi, chúng con xin đầu thành thỉnh lễ tam bái. Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam Mô Đại Bi Quang Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Bồ Địa Tạng Vương Bồ Đại hải chúng Bồ Tát. Nam Mô Tăng Tịnh Đại Hải.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Viên Châu, toàn thể tăng ni và Phật tử luôn luôn được an lạc và hạnh phúc trong một mùa xuân mới được trao đầy. Trước mặt chúng ta còn phải những sự khó khăn cần phải bước mạnh dạn vượt bước đi, dọc mặt không có đường để phụng sự đạo Phật. Nhất là trong hiện tại đạo tràng chùa Khải Đăng gia hộ để cho chùa Khải Đăng trong năm mới được vượt qua sự khó khăn và nhắc lại của chính quyền trong năm này là cái năm một quyết định bầu cử tổng thống và chức điều để cho ngôi chùa Khải Đăng có thảo điều đạt để cho trên 300.000 người Phật tử Việt Nam sống đại Pháp họ có cái lực thiếu của họ, họ sẽ quyết định họ để đem lại sự an lạc cho cả địa phương cho đất Pháp này. Mà bao nhiêu Phật tử không những được Pháp mà cả Âu Châu này được lo âu mà về cái thảo điều đạt cho đến giờ phút này chúng tôi họp bao nhiêu lần với chính quyền địa phương Mary sẵn sàng ủng hộ chùa hết mình. Nhưng bên cạnh đó, rồi với tuyên chính phủ cũng như tòa án họ còn dây dưa chưa dứt điểm được nên cầu nguyện cho họ cũng năm mới này làm sao để đem lại sự ổn định cho cộng đồng Việt Nam tại Âu Châu cũng như tại nước Pháp này và cầu nguyện cho chính quyền tại địa phương vượt qua mọi dịch bệnh và đem lại ổn định kinh tế đời sống cho toàn dân và nước Pháp cũng như trong sinh hoạt mọi tôn giáo tại địa phương. Một lần nữa chúng tôi thay mặt giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Âu Châu xin cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho chính quyền địa phương khi phục pháp sáng hôm để đem lại sự hạnh phúc cho muôn dân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thưa mọi người, một lần nữa xin cảm ơn công đức các vị chính quyền Phật tử trong các cái ban phụng sự cho khóa kiếp trong vừa qua và trong các ban về soạn các và đặc biệt nhất là vợ chồng của đạo của Quảng Thành. Từ ngay từ ngày đầu hôm nay là những buổi sáng dùng buổi sáng tạm thực là do hai đầu đã phát tâm cũng tình vực cũng như là cái công quả để mà lo buổi sáng cho đại chúng trong công quả kiếp đông cho nên thượng tọa thì gửi lời cảm ơn công đức và sau cùng thượng tọa cầu nguyện tam bảo cho quý Phật tử hiện diện cũng như là quý Phật tử mà công quả những ngày qua đã về và năm thân dân sẽ đến mọi sự được an lành. Nam mô Quan Thế Âm Tạng Bồ Tát. Thầy còn với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm, thầy gieo rắc pháp niệm Phật thung khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than, thầy còn với trí huệ sáng lang từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan, thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác thương hoan nở nụ cười làm an, con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu công quá hỗ trì nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng ngời chân lý, cho con vững bước trước cơn hiểm nguy,
chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm, thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than, thầy còn với trí huệ sáng lang từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan, thầy khuyên những sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an, con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu công quá hô chỉ nhiều hơn thầy thân cao quý sáng ngời chân lý, cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức dứt tham hận si, cho con tri thức thêm lòng từ bi, thầy là đuốc trí sáng đường con đi, đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp dập nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Tu la họ hẹn tâm sân
Nguyện chư thế giới thường an ổn, vô biên phước tuy ít vương sanh, sở hồ tài nghiệp tình tiêu trừ, biển ly chung khổ quy viên tình, nồng dần giới hương độ kinh thế, thường trì định phục chí tư thân, bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, thì xa tu sư thương an ổn. Bồ Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah.
Con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, đưa con thoát cuộc sống chơi vơi, qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình nghe bao la nơi thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông tiếng thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi con xin hứa khăn khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát tư xanh này rồi, đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la, lặng yên nhưng bao dung muôn loài xa vắng. Tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Thầy ơi anh đã vàng thầy đã sáng soi, đã chọn đời đem cho khắp nơi, cho mọi người niềm an vui mới. Vàng tràn lan khắp nơi, đó là tình thương không thể vơi, đó là nguồn tâm ta hạnh phúc. Con vững theo thầy đường kia đã qua, suốt cuộc đời niềm tin thiết tha, cho con lời là muôn tiếng ca.
tình thương nghe bao la nơi thầy ấm an bình an nghe mênh mông tiếng thầy chan hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó khi chân lý là chính tâm hoa trong vô biên không lời không ý nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi con xin hứa khăn khó không lùi theo chân lý con sống an vui quay trở về nguồn tâm trong sáng sẽ vượt thoát từ danh này rồi đem tâm đó lại cho mọi người cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca van một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la lạc yên nhưng bao dung muôn loài xa vắng. Tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Thầy ơi anh đã vàng thầy đã sáng soi đã tròn đời đem cho khắp nơi cho mọi người niềm an vui vẻ.